Xin chào các bạn. Lúc trước thì tôi có cố gắng là tạo ra một cái server có tên là CA01 và tôi muốn biến nó thành là Certification Authority Server. Tuy nhiên là sau khi mà cài ROM với các thứ lên ấy, thì nó bị lỗi. Tôi không thể sửa được cái lỗi đấy, cho nên là bây giờ tôi quyết định rằng là chúng ta sẽ biến luôn cái domain controller đang chạy đây thành một cái CA server. Thì trước tiên là chúng ta sẽ phải vào phần manage, chúng ta add role and feature. Next. Đây thì chúng ta đã remove cái tôi đã remove cái CA01 đi rồi nên là chỉ còn mỗi cái đến domain controller này thôi. Next. Xin lỗi các bạn. Ấn nhầm, manage add role and feature chứ không phải là remove. Next. Next. Và tiếp tục là next active directory. Ok, nó đòi chúng ta phải có thêm cái feature này, không sao, đồng ý. Next. Next tiếp. Next thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên, mặc định là phải chọn rồi. Và chúng ta sẽ chọn cái này để cho nó làm gì. Để sau này thì chúng ta sẽ có thể request cái certificate từ phía client thông qua trình duyệt. Next. Tiếp theo vẫn là next. Vẫn cứ là next thôi. À, chúng này cái bước này thì chúng ta sẽ xem xét lại, nếu mà cần chỉnh gì thì chúng ta ấn previous, nếu không thì install và chờ nó cài đặt các thứ. Ở đây thì đương nhiên là chúng ta có thể ấn nút close, nhưng mà thôi chúng ta không đóng, chúng ta cứ để và chúng ta xem nó xong thì chúng ta sẽ cấu hình luôn. Và cái này thì tôi sẽ giải thích một chút. Là lúc trước chúng ta có cài cái máy CA01, nó là một cái máy server core, thì tôi hy vọng rằng server core nó chạy nó sẽ tốn ít tài nguyên hơn và các bạn có thể thực hành với cái server core này, nhưng mà khốn khổ cho tôi là nó đã không chạy được như ý chúng ta, nên là tôi bắt buộc phải chuyển sang dùng chính cái DC này để mà chạy cái Certification Authority luôn. Trong sách mà tôi đọc cho các bạn ấy thì nó tác giả anh ta khuyến khích là không nên chạy hai cái máy này chung vào hai cái dịch vụ này chung vào một máy. Thế nhưng mà khi mà tôi chạy tách ra hai máy ấy, thì cái CA server nó lại không kết nối được đến cái domain controller, nên là cái database của nó có vấn đề. Thế thì thôi thì không kết nối được mà tôi sửa không nổi, không cho cái hai cái máy đấy nó hoạt động được với nhau. Cái mã lỗi của nó là 91 với cả 4 máy đấy, 44, 43 hay 45 gì đấy. Đại khái là nó có hai lỗi mà tôi không làm sao tôi sửa được, thì thôi bây giờ phải thử cái cách đấy là chạy cái Certification Authority này trên chính Domain Controller luôn. Mặc dù là không được khuyến khích nhưng mà thôi thì cũng phải thử. Bạn thấy là nó hơi lâu một chút là bởi vì chúng ta cài cái Web Enrollment, mà Web Enrollment thì chúng ta cần một cái ES nữa nên là nó hơi lâu một chút. Vâng, đến đây thì nó cài xong rồi, install success. Chúng ta ấn close để đóng lại. Tất nhiên là chúng ta biết là chúng ta cần phải cấu hình thêm thì nó mới chạy được. Các bạn ấn vào more, các bạn chọn config để cấu hình. Tiếp theo thì các bạn dùng luôn cái tài khoản ở trên cái máy này, admin cấp miền luôn, next. Các bạn cấu hình cả hai cái dịch vụ này luôn. Next thôi. Các bạn có thể chọn là Enterprise hoặc Standalone. Ở đây thì cái nào cũng được vì mình dùng đúng Domain Controller luôn, cho nên là cái nào cũng được. Ở đây thì để mặc định là Enterprise. Cái này thì mình sẽ là Root hoặc là Subordinate, thì cái này là máy đầu tiên nên thôi Root thôi. Next. Và New Private Key. Cái này thì liên quan đến mã hóa, chọn hẳn 512 đi cho ngầu. Next. Vẫn là next. Next. Next tiếp. Vâng, config nhanh kịp. Nhanh mà nó lỗi. Đấy, nó cứ successful như success, nhưng mà tí nữa mà nó có vấn đề là chết dở, không biết sửa từ gì. Thế sau khi mà success rồi thì chúng mình làm gì? Chúng mình vào menu. Đây, mình refresh lại cái xem nó có báo gì không. Nó đang refreshing server đây.
Vâng, refreshing xong rồi, ok rồi. Không thấy cái gì. Vâng, vào tool. Đấy, Certification Authority đây, mừng quá. Vâng, lúc nãy config xác suýt các kiểu xong, không thể tìm được cái mục này để mà phát hành ra cái certificate, cho nên là chịu cứng cựa luôn. Mà bây giờ may quá nó chạy được. Vâng, cái clip này thì là chúng mình cài đặt cái role cũng như là mình cấu hình cái bước đầu của nó thôi. Còn trong các cái clip sau thì chúng ta sẽ cố gắng là phát sinh các cái certificate, đồng thời server phát sinh xong thì bên client sẽ cố gắng truy cập vào để lấy. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài tiếp theo.